sang bên đây tí. Xuyên rất là nhiều tùng. Rất nhiều tùng anh em ạ. Kia cây kia nhìn bị vượt kìa. Cái này là bao tiền anh em nhỉ? Bên trong kia, trong cùng kia 55 triệu. Đấy. Chơi tùng cho nó đẳng cấp. Tùng bao giờ nó quý phái. Quốc tế hơn. Đấy, anh em nhìn sơ sơ thấy cây đẹp rồi đúng không? Sạch cây. Hoàn thiện rồi. Làm phông múp lên rất đều. Có điều là làm bề cũng xẻ xẻ cũng có nhưng nó không dập quét được. Bề đẹp đấy. Đấy, nhiều tùng lắm. Đều là cây cũ thôi các bạn. Đây nhá, đang liên hệ Toản, số của Toản Hải Dương đấy nhá. Anh Thắng ơi, chủ nhân đấy à? Đấy, cái trang này là bao nhiêu? Trang là 20. Đẹp. À, cái này 6 triệu. Cái ổi kia thì bao nhiêu tiền? 5 triệu. Còn cái đầu kia? 3 triệu. Rồi, biết sơ bộ thế. À, cái này 20. Trang đỏ. Trang đỏ à. Trang cũng có quả như mẫu đơn này các bác. Cây kia 6 triệu. Cũng gốc gác nữa, khá đấy. Hình như là cũng Nam Điền đấy các bác. Đó, đây để xem cái ổi đây. Nhìn giống cái đoạn ruột già đó các bác, ruột non đấy, ruột non thì đúng rồi nhỉ. Xếp thép đấy. Ruột non. Này, đoạn này thái là được bữa say khướt đấy. Ổi đấy, ngày xưa là mình múc rồi đấy, thích mà, nhưng bây giờ nhiều ổi rồi, với lại bây giờ mình chơi phải cao cấp hơn tí, có cái đẹp là vẫn múc đấy các bác, chứ tầm thì thôi để dành cho các bác khác. Cái này 5 triệu. Rồi, để sang bên này. Mới quay chỗ này rồi. Cây này anh Thắng mua được. Sang chỗ cược này một tí. Cây gì mới. Ừ, 25
25 đồng này vẫn ở đây, cái xi thì vẫn là 25 triệu nữa thôi, 25 triệu cái xi. Dương Bất Cương. Đừng tháo, đừng tháo. Cái đấy lúa cho nó trắng thôi. À vẫn còn em ạ, đây. Còn nữa, đây dễ xuống đây. Đừng tháo, đang để bề cây nó đang đoạn này đang to này. Em đéo thành con thần thừ nó nằm đây, thành thùng. Long trồng nhật. Để đéo con thành thùng nó anh trượt lên đây được mà. Cứ nuôi đây làm nuôi luôn. Nói nó về làm đi, cái đéo thì nào nói trước bước qua đéo. Cái gì hư dùi lửa lên bắt lỗ xong rồi nạo lại nhanh. Mai không bốc bố rồi khỏi làm. Đây có cái đồ gì trên này mà kinh khủng thế? Xi đẹp bao nhiêu? Này là tiền lít à? Dạ. Tiền lít à? Cái này bao nhiêu anh? Quá nhìn vậy nhỉ? Tốt, xanh tốt quá. Cái này là 35 triệu thì bán. 35 à? Cái này rất là nhẹ nhàng thế. Bán được rẻ thì bán rẻ thôi. Ôi giời ơi. Cái này chắc chỉ nhìn trực tiếp thôi chứ còn tiếp thôi. Nhìn thế này thì chịu. Nó đang là lực nên là không muốn cắt. Đang nuôi, đang chăn nuôi. Đấy, phân đây này. Đang lớn mạnh. Nhìn form dáng này anh em thích ấy. Xem có nhìn thấy tí gì thì nhìn thôi. Đấy. Để đắp tay. À. Đấy. Thôi. Nhìn được thế là vui rồi. 40 cây gì nhỉ? 40 kia. Nặng cái bể thôi. Nhiều ông rất thích cái bể này. Đẹp đấy. Đẹp. Đẹp đấy nhỉ. Nhà này là giá là bao nhiêu? 1 triệu. Đấy, 1 triệu thôi mà. Hoa rất bền. Nhà kép. Hoa to gấp mấy thế này được. Đấy, to đồ hạt rẻ đấy nhỉ. Tí nữa ra. Đi cứ đi hết lượt. Kiểu gì? Kiểu gì chật ra anh thấy? Đấy thì trong tí nữa ra cho anh quay tí. Có chứ, riêng bác một cuốn. Để anh bán vợ xa rồi, cứ mới lại đến quanh. Riêng bác là một cuốn. Lâu lắm anh em mới được gặp. Đây. Chờ tí. Đường này là nhiều đồ đẹp rồi, quay cho kỹ đi. Ok bác. Cứ làm đó. Kinh ấy nhỉ, cắt bán gần chục cây rồi, vợi xe rồi bán thế thì ai theo kịp.
muối gẹp vẫn còn giữ đây. À hôm trước có ông nào hỏi cây si Nhật đây, si Đài Loan này, đây này vẫn còn đây này. Đưa vào đóng số kia đấy, còn đấy. À? Đưa vào đóng số cho con kia này. À số điện thoại á? Ừ. Ờ đây. Ok. Đây, vừa đấy cái cây si ông nào thích thì gọi ở đây nhá. Hùng Cương. Cương nhưng mà Hùng Cương số 20 ừ. Con này lòng Nhật nó đẹp lắm ấy nhỉ. Đúng rồi, ông nào mà nhìn biết cả thợ tinh mắt đã nhìn biết ngay. Thế là hôm nay bắt tay thực hiện. Vâng. Anh làm ăn lớn đấy. Không, làm gì. Anh vẫn có con thôi, thích thôi. Cho mình. Chơi sướng nhỉ. Đây, bên này vẫn là nhiều đồ hàng rừng này. Thị đấy. Thị à. Bán cả bể đó bác. Bao tiền cái đấy bác? Đây đây 150. 150. Đó. Cái này bao nhiêu đấy? Ốp gạch đá cơ. Hòn đá đấy 800. Xem này. Đó, này ký vào góc đẹp lắm. Đấy, về ký hồng ngọc mai đẹp. Đúng rồi. Hồng ngọc mai hoặc là si tê chuột. Đấy. Này là mình cắt gạch gạch xong mình ghép đúng không? Cắt gạch ghép. Được 20-35 nhỉ? Đúng rồi. Đúng rồi. Cắt nhiều mảnh này công phu phết. 20-30. 20-30. Cái si này thì bao nhiêu bác? Con si này 28 triệu. Con này như gặp ở đâu rồi? Đem đi đâu rồi? Đem đi hội chợ đấy. Đâu rồi không nhớ. À, cái này là cái gì đây anh ơi? Con đấy con rành rành em. Ờ. Lê Bang. Anh kéo vào. Ôi, dành dành ngâm vẫn còn đang thả nước. Vừa cắt xong. Lấy phôi. Được cái gì nhỉ? Là lắm. Đây quả. Này được một mớ mini. Cái dành dành này bao tiền đây? Lấy 5 triệu. Đấy, 5 triệu. Ký đá. Dành dành ký đá hơn cả Hồng Ngọc Mai nhỉ? Ừ, à chung. Cái này hơi có xe các bác. Cũng có tí ôm chợ. Cái này hoa nó trắng trắng sao không ạ? Hoa trắng toát cả này. Nó có quả. Thơm. Vừa đẹp vừa, nói chung là vừa đẹp vừa thơm. Tìm trên Tuấn xem có cây hoa gì mà có thấy cây hoa gì không? Mà ok các bác, hết dãy bên này. Mình sang bên này nhé.